miệng lẩm nhẩm một mình lúc ấy miệng nó lẩm nhẩm một mình thực ra không phải nó nói chuyện với chính nó mà nói chuyện với ma nghe tiếng như của loài yêu mị nó nói chuyện với ma nhưng người ở xung quanh không thấy ma trước đây tôi cũng đã gặp loài ma này có lần tôi gặp một người đàn ông ông ta được người phụ nữ đến thăm vào mỗi đêm cô ta không bao giờ đến thăm lúc ban ngày nhưng nếu mỗi tối cô ta đến mọi người trong căn hộ đều nghe tiếng lạch cạch từ đôi guốc của cô ta gõ xuống sàn gỗ họ nghe thấy tiếng nó đi nhưng không thấy được hình bất kỳ khi nào người phụ nữ đến thì anh ta cầm cởi áo quần rồi bò lóc ngóp lên giường anh ta làm việc ấy chẳng cần biết có người xung quanh hay không đó là một ví dụ về loài ma này sau đó một vị thần linh lâu năm ở vùng ấy nhập vào một xác đồng chữa bệnh đến đó để trừ yểm con ma nữ ấy đêm đó khi ma nữ đến nó được nói chuyện với vị thần ấy ma nói tốt ông muốn chữa trị cho người đàn ông này được rồi từ nay ông ấy sẽ khỏi nhưng từ đây tôi sẽ đến chỗ ông ta sẽ thi đấu pháp thuật với nhau sau đó quả là nó đến tìm vị thần nó không đến với người đã cùng nó làm chuyện bất chính suốt từ sáng đến tối nữa tôi đã nói với quý vị nhiều lần là loại ma này rất lợi hại người ngoài chưa rõ nguyên nhân nên phần nhiều người bị như thế đều rơi vào pháp luật chưa kịp chịu hình phạt đã bị chết khô ma quấy phá người tu cho đến phải chết người ngoài không hiểu được những gì xảy ra họ hoàn toàn không biết được tình trạng này trong mọi trường hợp những người như thế đều bị rơi vào pháp luật hành động ấy của ma sẽ bị pháp luật bắt giữ nhưng trước khi nó chịu hình phạt, trước khi nó bị đem ra xét xử, nó bị chết khô, trong khi bị giam ở lao ngục, nó chết vì toàn thể tinh khí thần của nó bị khô kiệt, ma quấy phá mê hoặc người tu cho đến khi chết, nó đã phá hủy định lực của người tu hành cho đến khi người ấy chết khô. Kinh văn, nhữ đương tiên giác bất nhập luân hồi, mê hoặc bất chi, đọa vô gián ngục. Việc dịch các ông nên biết rõ tình trạng này để khỏi rơi vào vòng luân hồi, nếu các ông mê lầm không biết sẽ đọa vào địa ngục vô gián giảng a nan các ông nên biết rõ tình trạng này hiểu rõ tường tận tình trạng này để khỏi rơi vào vòng luân hồi nếu các ông nhận biết rõ trạng thái ma sự này thì các ông sẽ tránh được bẫy của thiên ma các ông khỏi phải làm quyến thuộc nhà ma nhưng nếu các ông mê lầm không biết sẽ đọa vào địa ngục vô gián dù có chút mảy may ân huệ được làm người cũng bị mất hẳn